Xin chào mọi người. Video hôm nay là một chiếc kho nhỏ nhỏ. Mình sẽ khoe với mọi người những thứ quần áo, những thứ liên quan đến thời trang ấy mà mình đã mua trong thời gian gần đây. Đây sẽ chỉ là một cái rất là mini ho thôi, bởi vì mình cũng không thực sự mua sắm nhiều đồ lắm. Cái thời gian mà mình mua đồ nó không quá gần nhau để mà có thể gộp lại thành một cái video kiểu huge ho được ấy. Thế nên là có cái gì xài đấy thôi đúng không? Một điều đặc biệt trong video lần này chính là những cái đồ mình mua thì hầu như giá rất là phải chăng, thậm chí là rất rẻ luôn ý. Thế nên nếu mà các bạn có hứng thú muốn xem mình đã mua được cái gì đẹp với giá hời thì nhớ xem đến hết video này nhá. Cùng bắt đầu thôi. Món đồ đầu tiên mà mình muốn nói đến đấy chính là chiếc áo mình đang mặc đây. Thì đây là một chiếc áo trơn và không biết là từ trên hình nó sẽ thành màu gì, nhưng mà ở ngoài nó sẽ là một cái màu tím đậm ấy, tím khá là đậm kiểu violet à. Áo này rất là trơn và nó dài quá mông luôn, nó sẽ như là một cái váy và các bạn có thể mặc kiểu giấu quần ấy như thế này đây. Thực sự là dạo này mình đang bị hơi bị nghiện màu tím, hơi bị purple obsession, cho nên là bạn nhìn thấy móng tay của mình này, móng tay này hơi bị nham nhở nhá, mình tự sơn ấy đều màu tím cả. Và cái áo này mình mua cũng bởi vì nó màu tím ý. Đây là một cái áo rất là đơn giản, basic, các bạn có thể mặc ở nhà như là một cái áo pyjama hoặc là mặc ra ngoài đường theo style giấu quần, hoặc là mọi người có thể sơ pin vào quần jeans cặp cao một chút. Nó sẽ mang lại cho mọi người một cái nhìn kiểu bụi bụi, khá là cá tính và không cần phải cố gắng quá nhiều ấy. Một điều đặc biệt mà mình quên mất không nói từ đầu để chính là áo này mình mua hàng si nhé các bạn. Các bạn biết rồi đấy, hàng si thì giá sẽ rất là bình dân luôn. Mà đố các bạn biết là áo này mình mua lên tiền nào? Cho bạn 3 giây comment xuống phía dưới xem là áo này các bạn nghĩ mua lên bao nhiêu tiền đó. 1, 2, 3 32.000 các bạn ạ. Tất nhiên là khi mà bạn đi ra chợ mua đồ si thì có thể là cái áo này nó sẽ còn rẻ hơn nữa, chắc chỉ tầm 20.000 gì đấy thôi. Nhưng mà áo này thì mình không phải là đi hẳn ra chợ mua hay là phải lựa ở trong một đống núi đồ ở các sạp đồ si, mà mình mua trên Instagram và họ ship về tận nhà cho mình. Thì cái Instagram đấy mình khá là hay theo dõi và cũng lựa được một xíu đồ ở đấy. Mình để cho các bạn xem tiếp theo sau này nhá. Từ đó shop này đang sale ấy, áo đồng giá 32.000 và mua 3 cái thì sẽ free ship luôn. Thế nên mình cũng đã đặt 3 cái đủ để được free ship. Mình nghĩ là các bạn rất nên ngó qua thử cái shop này bởi vì giá thì rất là rẻ so với những cái shop đồ si trên Instagram bình thường. Và cái đồ của bạn ý thấp, mặc dù không phải là đồ nào cũng hợp với gu mình, nhưng mà nếu chịu khó lựa và ngồi canh các bạn ý ấp đồ ấy thì cũng sẽ lựa được đồ khá là xinh đấy. Cái chiếc áo này chẳng hạn. Món đồ tiếp theo mà nó cũng là thuộc chuyên mục đồng giá 32.000 ở shop đồ si đấy chính là một chiếc áo như thế này đây. Đây là một chiếc áo kiểu polo ạ. Và điều mình thích nhất ở cái áo này chính là cái màu, màu xanh, kiểu xanh mint. Ở ngoài thì nó sẽ đậm hơn một xíu. Trên hình, màu xanh lá cây nó khá là nhạt, kiểu hơi pastel ấy. Và cái chất này thì rất là co giãn và dễ mặc này. Nó không hề bó nhá. Tức là cái dáng fit của nó rất là vừa vặn, nó không bó quá cũng không rộng quá, nó rất là vừa phải. Thế nên là mình rất là thích. Cái áo này thì nó cũng mang lại một cái kiểu âm hưởng retro vintage mà mình rất là thích thời gian ở đây. Áo này thì mình nghĩ cũng có thể cách ngắn đi để cho nhìn nó trend hơn nữa. Còn nhưng mà mình nghĩ để cái này xong rồi sơ pin vào quần jean hay là những quần váy cặp cao gì đấy cũng rất là đẹp rồi. Áo này cũng chỉ 32.000 thôi nha các bạn, rất hờ hời luôn. Cũng trong hạng mục 32.000 đấy thì mình có một cái áo này. Sorry các bạn, mình chưa lộn ra rồi, trước mình đã mặc rồi. Lại là một chiếc áo phông rất là basic nữa, màu đen và có hình tam giác ở đây. Cái này hơi giống kiểu Illuminati, đằng sau nó cũng có hình tam giác nhỏ hơn đằng trước, thì mình cũng không biết đây là biểu tượng cái gì nữa, nhưng mà nhìn nó hay hay ấy. Ở đây có chữ manga này, street clothing. Có thể đây là hãng của cái áo này. Đúng rồi, cái mark này cũng là chữ manga và đây là size L nhá. Made in Thái Lan. Wow, made in Thái Lan nhưng mà chữ ở dưới thì toàn là chữ Nhật ý. Mình nghĩ là áo này là một hãng của Nhật. Dù sao thì cái áo này chất nó rất là dày dặn. Màu đen này nó hơi bị bạc một xíu, nhưng mà mình nghĩ đấy cũng là một cái hay của
chữ áo này, bởi vì khi mặc cái áo nó hơi bạc bạc như này thì nó làm ta trông bụi và chất hơn một xíu. Áo này size L cho nên là mình mặc lên thì nó cũng khá là oversize và nó ngắn hơn cái áo tím mà mình đang mặc một chút. Áo này thì cũng có thể hoàn toàn cắt cho nó crop đi để hợp trend hơn ý. Mình đang suy nghĩ có nên cắt nó đi không, để xem nhá. Cũng 32.000 nha các bạn. Cảm giác kiểu đang bán hàng ấy. 32.000 này các chị ơi, đồng giá 32.000. Và món đồ cuối cùng mà mình mua ở shop đồ si đấy thì nó không phải là đồng giá 32.000 nữa, mà cái này mình mua ở một đợt khác ấy, nhưng mà nó cũng rất là rẻ thôi, có 100.000. Và đây là chiếc áo đấy. Các bạn thấy cái áo này thực sự là rất là hợp mốt bây giờ ấy, rất là theo kịp xu hướng luôn. Tay bồng này, crop này, cổ thì rộng rộng, sẽ khoe được xương vai xanh ấy. Áo này thì nó sẽ là màu xanh navy và chất nó kiểu len diệt kim, nó mỏng mỏng chứ nó không hề nóng nhé các bạn. Và mình nghĩ cái áo này rất là tôn vòng eo này, tôn xương đòn này, nói chung là chẳng gì để chê gái, bởi vì nó chả khác gì những cái áo kiểu bán ngoài shop đồ mới cả, mà giá thì lại còn rẻ. Mình rất là ưng. Những thông tin về chỗ mình mua đồ thì mình sẽ đều để ở dưới description box hết nha mọi người. Cái nơi mà mình mua đồ thứ hai thì nó cũng rất là rẻ và phải chăng. Mẫu mã thì rất là vô vàn luôn, đấy chính là Taobao. Mình chắc là quá quen thuộc với Taobao rồi đúng không? Các shop đồ thì cũng thường hay nhập đồ trên Taobao về bán ở Việt Nam. Thỉnh thoảng mình nếu mà chăm ấy thì mình vẫn hay lên Taobao, mình search những cái mẫu mà mình thích mà nó có ở shop Việt Nam ấy, nhưng mà mình cảm thấy giá ở Việt Nam nó hơi bị đắt thì mình sẽ search ở trên Taobao, sẽ có những cái link bán đồ mà mình thấy giá rẻ hơn rất nhiều. Khi mà mình đọc cái review ở dưới, cái review mà người Trung Quốc mua và họ cũng có chụp ảnh lên nữa, thì mình có thể xem được ảnh thật này, có thể biết được chất lượng thực tế là như thế nào để mình có thể chọn mua. Và làm thế nào để mua được đồ trên Taobao thì bản thân mình cũng không có mua thẳng trực tiếp ship từ Trung Quốc về đây, mà mình cũng phải qua trung gian ý. Thì các bạn sẽ cố gắng tìm những các bạn nhận order đồ nào mà lấy công rẻ một xíu này, lấy thì giá rẻ, thì bằng cách đó thì đồ về tay chúng ta sẽ rẻ nhất có thể, giá sẽ tốt nhất có thể, và chắc chắn là sẽ rẻ hơn shop ở Việt Nam bán. Mình nói này có lẽ hơi bị kiểu bài trừ tiêu dùng nội địa ấy, nhưng mà thỉnh thoảng mình mới mua thôi, nó cũng tiết kiệm cho bản thân mình rất là nhiều tiền, mình nghĩ thế. Thế nên là các bạn có thể tham khảo, nếu mọi người muốn thì mình có thể làm video hướng dẫn mọi người cách tìm những cái link bán đồ chất lượng trên Taobao, bởi vì trên nhiều thượng vàng hạ cám đủ cả ấy. Và bản thân mình cũng không phải là người biết tiếng Trung nhá, nhưng mà mình cũng chỉ mò mò thôi, mà gần thì nó quen ấy, và mình sẽ biết được là cái link nào thì bán đồ chất lượng hơn những cái link khác. Thì mình order một số đồ trên Taobao, đồ Taobao bị một cái là cũng sẽ phải đợi thôi, nó sẽ không có sẵn, mà đợi thì cũng không quá lâu, tầm 7 đến 10 ngày là sẽ có đồ. Cái đồ đầu tiên là mình order là một cái túi như này đây. Mình không biết, hình như là lên video nó sẽ nhả sang màu xanh xanh ấy, nhưng ở ngoài nó là màu tím, nó gần giống màu tím của áo mình ấy. Các bạn thấy là mình đang khá là nghiện màu tím đây. Các bạn thấy nó đáng yêu không? Rất là đáng yêu đúng không? Cái túi này thì mình đã nhìn thấy một hai bạn trên Instagram đeo nó, một hai bạn kiểu fashion blogger ấy, nhưng mà ở Việt Nam thì mình cũng chưa thấy có chỗ bán như vậy. Thế nên là mình đã search trên Taobao và mình tìm thấy được cái link bán túi này, vẫn còn mát này. Mình thấy cái túi này khá là xinh này. Một cái điều mà mình thấy hơi khác trong hình là màu nó hơi bị đậm hơn này, và cái chất nó cũng khá mỏng. Mình đã expect là nó dày hơn, dày dặn hơn, nhưng mà không sao, nhìn từ xa thì vẫn khá là đẹp. Các bạn thì thấy là cái chỗ này nó hơi trống trống ấy, thì mình đã rất là kiểu băn khoăn không biết là có phải là người ta quên gắn hoa ở đây không, hay là nó bị rơi ra hay như nào đấy. Nhưng mà khi mà mình xem lại ảnh ở trên Taobao thì nó cũng như thế. Nó là kiểu như này, không phải là người ta rơi quên đâu, mà nó kiểu như vậy. Cho nên là nha, hàng giống như thế cũng không thể nào mà phàn nàn gì được nữa. Đồ tiếp theo mà mình mua ở trên Taobao đấy chính là một đôi giày như này đây. Cái hộp của nó không được đẹp đẽ gì cho lắm, qua vận chuyển thì chắc là nó cũng không được nguyên hình vạn trạng nữa rồi. Chứ đây là một đôi giày mà mình nghĩ nó khá là basic, hình như là nó làm nhái theo cái mẫu của cái đôi Excel Style, mình không biết đọc cái từ đấy đâu. Mình sẽ để hình ở trên màn hình cái đôi giày chính hãng authentic đấy nhá. Cái đôi này thì nó không phải là giống hệt, nhưng mà cái hơi hướng của nó kiểu như vậy. Đây thì là đôi giày đấy, mình nghĩ là đôi này nó rất đơn giản này, nhưng mà nó cũng có một chút khác biệt, bởi vì cái đầu này nó là cao su hết ấy. Cái phần cao su nó cao hẳn lên như này,
nhìn nó kiểu nghịch nghịch này, để không biết tả nào nữa, hay hay. Và khi mà các bạn đi thì cái phần cao su này nó cũng dễ chùi rửa hơn là phần vải này. Nếu mà bị bẩn, nó là một cái màu kem chứ không phải màu trắng nhá, màu kem beige. Và cái đế này thì là một màu beige đậm hơn, rất là đáng yêu. Mình rất thích cái màu beige này, cũng như là cái kiểu giày như này. Khi mà chưa có điều kiện mua giày hàng xịn ý, chúng ta có thể hoàn toàn mua cái đôi này rất là rẻ. À quên mất, mình chưa nói giá nè. Túi hoa này lúc nãy thì chỉ có 130.000 thôi, và đôi giày này thì nó cũng nhầm là 230.000. Đi thì cũng rất là êm, cũng không phải là quá là êm như là giày hãng đâu, nhưng mà không bị khó chịu đau chân, mình nghĩ thế là ổn rồi. Và size thì cũng rất là chuẩn. Cái đế này màu cam này mình một thấy cũng khá là tông xuyệt tông với hai cái màu ở trên, cho nên mình rất là ưng cái đôi này. Mặc dù bản thân mình cũng không phải là một người thích đi giày buộc dây cho lắm, mình là một cái người mà không thích chân mình bị gò bó trong giày quá lâu ấy, thế là mình vẫn luôn thích những cái đôi giày mà có thể xỏ ra xỏ vào một cách thoải mái, không cần phải cúi xuống ngỡ dây, hay là đi dép thì càng sướng ấy. Nhưng mà bởi vì cái đôi này nó xinh ấy, không phải nào không có được, mình sẽ cố gắng đi nó thường xuyên. Đôi thứ ba mà mình mua ở Taobao thì còn hẳn túi nhá, mình không biết vì sao mình lại giữ nguyên cái packaging của mình. Cái đôi này mà cũng lại là một cái đồ màu tím. Cái áo này mình cũng thấy một cái bạn ở trên Instagram mặc, mình sẽ để link Instagram của bạn đấy ở đây. Style của mình rất là hợp với cái style mà mình đang thích ý, thế nên mọi người có tham khảo thêm xem. Và mình cũng đã tìm được cái áo này ở trên Instagram, à nhầm, trên Taobao. Đây chính là cái áo đấy, màu tím, màu mơ. À đây là một chiếc áo kiểu là giá nó rất là rộng và loose, rất là thoải mái, không bó này. Cái thước của nó thì hơi bị xuyên thấu một tí, các bạn hình nhìn thấy được cái mác của nó bên trong này. Nhưng mà mình nghĩ khi mặc lên thì nó không đến mức quá xuyên thấu đâu. Nếu các bạn mặc áo bra màu nude hoặc là một cái màu không nổi, áo này thì thực sự là rất là dễ mặc đúng không? Màu tím thì nó sẽ phá cách hơn cái màu kiểu đen cháo bình thường ấy. Mình rất là vui khi mà tủ đồ của mình có thể màu sắc hơn, bởi vì trước này nó mỏng nên là mình nghĩ mặc sẽ rất là mát. Về kiểu đường may các thứ thì bởi vì nó rất là rẻ, hình như cũng chỉ có 135.000 gì đấy, thế là đường may của nó không thể nào mà chỉn chu hay là xịn sò lắm được. Các bạn thì thấy là ở đây nó hơi bị rú rú ấy. Tổng thể thì mình nghĩ là ổn. Ok, mình không biết đây có phải chính xác là cái áo mà cái bạn trên Instagram kia mà không, nhưng mà mình cứ ưng cái áo này. Một món đồ cuối cùng là cũng là món đồ mà mình sẽ nào không đắt đâu, nhưng mà giá cao nhất, bởi vì không phải là mua cũ mà cũng không phải là mua trên Taobao, mà đây là đồ may ý. Đồ may theo số đo thì lúc nào cũng đắt rồi đúng không? Thì đây chính là một cái quần. Không biết các bạn ấy nào, nhưng mà mình khi mà mình xem quần áo ấy, mình rất thích xem quần, vì mình nghĩ là quần mà nó đứng dáng, nó vừa vặn với phần thân dưới của mình, nó sẽ làm cái trang phục, cái bộ outfit đấy của mình trông cao cấp và xịn, và nhìn không bị đều ấy, không bị rẻ tiền ấy hơn rất là nhiều. Thế nên là thường mình rất thích xem quần. Và đây là chiếc quần mà mình đặt may ở Instagram nhà mèo. Cái shop đấy thì khá là nhiều follower, cho nên là mình nghĩ nhiều bạn sẽ biết shop đấy. Instagram này chuyên là may quần ấy, áo, dạo này các bạn cũng may áo rồi và một số đồ khác nữa, nhưng mà chuyên chủ yếu là quần. Thì đây là một chiếc quần màu beige. Nếu bạn nào theo dõi video trước của mình thì các bạn biết là mình vẫn đang trên đường đi tìm một chiếc quần màu beige lý tưởng, và cuối cùng mình cũng đã quyết tâm mua cái quần này. Quần này thì mình đặt mua với giá là 390.000, 380.000 chứ. Thì đây là một cái màu vải B, nó là kaki. Cái màu vải B này chính là cái màu vải B mà mình muốn này. Kiểu nó hơi giống cái quần của các bố của con trai ấy. Quần kaki mà đàn ông hay mặc ấy. Nhưng mà tất nhiên theo dáng của quần nữ rồi. Đây là cái quần dáng suông nhé các bạn. Rất là dễ mặc này, dễ kết hợp. Nó khác đi so với những màu đen bình thường mà mình hay mặc. Quần của shop này may thì mình thấy lúc nào nó cũng rất là vừa vặn với cơ thể, mặc dù không phải lấy số đo tận nơi ấy. Thế nên mình rất recommend mọi người, nếu mà muốn mua quần may vừa vặn với cơ thể thì nên thử nhớ qua shop này xem. Mọi người có thể lựa chọn cặp chuông hoặc là cặp thường, nhưng mà mình lựa chọn cặp chuông bởi vì sau khi ăn xong mình sẽ phình ra ấy, như thế rất khó chịu, nên là chọn cặp chuông cho thoải mái, với kinh nghiệm từ những lần trước.
mọi người ơi, video của mình đến đây là hết rồi. Và đó tất cả những cái đồ mà mình mua trong thời gian gần đây về lĩnh vực fashion, thời trang. Và mình hy vọng là mọi người đã thấy video này có ích và biết thêm một số chỗ mua đồ rẻ và chất lượng. Rất cảm ơn mọi người vì đã theo dõi đến cuối video này. Và nếu mọi người muốn làm video thêm về chủ đề thời trang hay là bất kỳ chủ đề gì liên quan thì nhớ comment cho mình biết. Và nhá, nhớ like nhá, đừng xem chùa, cũng như là subscribe để đón xem video mới từ mình nhá. Bye bye.